Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi IV News với Minh Thủy. Julian Assange, anh hùng hay tội phạm? Giải thích các vấn đề pháp lý có liên quan. Bài viết Phạm Minh Trung. Hôm 11 tháng 4 2019, người sáng lập Wikileaks Julian Assange đã bị bắt tại London, Anh Quốc sau khi chính quyền Ecuador hủy bỏ quy chế tị nạn ngoại giao mà ông được hưởng từ năm 2012. Hoa Kỳ sau đó yêu cầu Anh Quốc bắt giữ và chuyển giao Assange sang Mỹ để xét xử vì tội tấn công mạng máy tính, tiết lộ hàng trăm nghìn bức điện ngoại giao và nửa triệu tài liệu mật liên quan tới hoạt động của quân đội Hoa Kỳ ở Iraq và Afghanistan. Sự việc đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý liên quan đến số phận nhân vật này. Những cáo buộc chống lại Julian Assange Ông Julian Assange, người sáng lập Wikileaks, đã xin tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh Quốc trong gần 7 năm qua để tránh bị chuyển giao sang Thụy Điển. Trong cuộc điều tra, ông liên quan đến một cáo buộc tấn công tình dục cũng như để trốn cảnh sát Anh Quốc và các cơ quan công tố Mỹ. Thụy Điển sau đó đã hủy bỏ cáo trạng trên. Hôm 11 tháng 4, Tổng thống Ecuador Lenin Bote Moreno Garces viết trên Twitter rằng nước này quyết định chấm dứt quy chế tị nạn với Julian Assange vì điều đó vi phạm các công ước và thông lệ quốc tế. Ngay sau đó thì cảnh sát London đã đến đại sứ Ecuador để bắt ông Assange theo lệnh bắt giữ của Tòa án Westminster Magistrates ngày 29 tháng 6 2012 với cáo buộc ban đầu rằng ông vi phạm các quy định về tại ngoại ở London Cụ thể là trốn nộp tiền bảo lãnh và không xuất hiện trước tòa. Trong một tuyên bố khác, lãnh đạo cảnh sát Anh Quốc cho biết họ bắt nhà sáng lập WikiLeaks theo yêu cầu của Hoa Kỳ và đương sự sẽ phải xuất hiện trước tòa án Westminster của Anh Quốc để đối mặt với việc chuyển giao. Theo Bộ Tư pháp Mỹ thì WikiLeaks do Julian Assange thành lập đã phổ biến hàng trăm ngàn tài liệu. Nhờ sự đồng lõa của nhân viên phân tích tình báo Mỹ Bradley Manning vào đầu năm 2010, Manning sau đó chuyển giới và đổi tên thành Jesse Manning, đã bị kết án 35 năm tù vào năm 2013. Năm 2017, Manning được trả tự do theo quyết định ân xá của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Lệnh bắt của Mỹ đối với nhà sáng lập WikiLeaks được đưa ra vào tháng 12 năm 2017. Nếu bị chuyển giao về Mỹ, Julian Assange có thể chịu mức án nhẹ hơn nhiều so với Manning. Vì luật pháp Mỹ dù rất nghiêm ngặt với việc làm gián điệp và đánh cắp tài liệu mật, nhưng nhẹ tay đối với việc phổ biến thông tin do những quy định về quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí trong hiến pháp Hoa Kỳ. Cần lưu ý rằng hiện cáo buộc đối với ông Assange không liên quan đến việc WikiLeaks công bố các email bị đánh cắp từ hệ thống máy chủ của Đảng dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Chính vì vậy mà nhà sáng lập WikiLeaks nhiều khả năng sẽ tránh được nguy cơ bị truy tố theo đạo luật gián điệp. Nếu bị truy tố về hành vi làm nội gián, theo đạo luật gián điệp, ông Assange có thể đối mặt với án tử hình. Bộ Tư pháp Mỹ hiện chỉ cáo buộc Assange vi phạm đạo luật lừa đảo và lạm dụng máy tính, tức là Computer for an Abuse Act, do đã giúp cho Manning bẻ khóa mật khẩu của Bộ Quốc phòng, nhờ đó nhân viên này có thể đánh cắp hàng trăm ngàn tài liệu. Với tội danh âm mưu tấn công mạng máy tính, hình phạt tối đa cho nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange chỉ là 5 năm tù. Bộ Tư pháp Mỹ thời Obama không khởi tố nhân vật người Úc này do lo ngại việc này sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong hiến pháp. Trong trường hợp WikiLeaks được coi là một cơ quan báo chí, chính quyền Obama cho rằng việc khởi tố sẽ tạo nên tiền lệ nguy hiểm cho việc chính phủ xâm phạm quyền tự do báo chí chuyển giao và bỏ tù các nhà báo. Luật sư Jennifer Robinson của nhà sáng lập Wikileaks khi trả lời phỏng vấn báo chí trước tòa án ở Westminster nói việc chuyển giao Assange tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho tất cả các phương tiện truyền thông. Có nghĩa là bất kỳ nhà báo nào cũng có thể bị chuyển giao và truy tố ở Hoa Kỳ vì đã công bố những thông tin trung thực về nước Mỹ. Còn Christine Haranson, Tổng biên tập Wikileaks thì sau khi vụ bắt giữ đã gửi đến chính quyền Anh quốc một thông điệp dứt khoát. Đây là một ngày u ám cho báo chí. Người ta nói đến một âm mưu, nhưng lại là một âm mưu làm tổn hại nghề báo chí. Việc này cần phải chấm dứt, và chúng tôi đề nghị tất cả mọi người ủng hộ Julian Assange trong cuộc đấu tranh chống lại việc chuyển giao ông. Các nhà lập pháp tại lưỡng viện quốc hội Mỹ thì nhất loạt yêu cầu mở một phiên tòa tại Mỹ để xét xử nhân vật bị đánh giá là nhân viên tình báo của Nga và gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Assange sẽ bị chuyển giao về Mỹ hay không? Julia Assange luôn cho rằng việc ông làm với Wikileaks chính là hoạt động báo chí. Đây là điều mà tòa án Westminster phải làm rõ trước khi đưa ra quyết định có chuyển giao ông qua Mỹ hay không. Giới báo chí và chính phủ các nước đang theo dõi các phiên tranh tụng diễn ra sắp tới tại tòa án của Anh quốc. Trước mắt, ông Assange sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến ngày 2 tháng 5. Sau đó, nếu tòa án Westminster tuyên rằng nhà sáng lập Wikileaks có tội vi phạm các quy tắc bảo lãnh ban đầu tại London, thì đương sự sẽ có thể lãnh mức án tối đa là 12 tháng tù. Sau ngày 2 tháng 5, ông tiếp tục bị đưa ra xét xử về khả năng chuyển giao qua Mỹ. Trước khi rút quy chế tị nạn của nhà sáng lập Wikileaks, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno đã yêu cầu Anh quốc phải bảo đảm không chuyển giao ông Assange đến quốc gia mà đương sự có thể bị tra tấn hoặc lĩnh án tử hình. Chính phủ Anh quốc đã xác nhận điều này bằng văn bản theo các quy tắc riêng của Anh quốc, ông Moreno nói với báo chí. Tuy nhiên, với việc Mỹ truy tố Assange về vi phạm cấu kết với Chelsea Manning để tiếp cận một máy tính bảo mật của chính phủ, London sẽ không vi phạm thỏa thuận nếu giao nộp ông Assange cho Washington cần lưu ý rằng luật pháp châu Âu nghiêm cấm việc chuyển giao bất cứ ai có nguy cơ bị tra tấn hoặc lệnh án tử hình. nhưng Anh Quốc vẫn thường xuyên chuyển giao các cá nhân đến Hoa Kỳ theo thông tin trên web của đại sứ quán Hoa Kỳ tại London. tuy vậy, các án lệ liên quan đến việc hack máy tính gần đây ở Anh Quốc có thể hướng đến một kết quả thuận lợi cho ông Assange. Ông chủ Wikileaks cũng có thể sẽ được trả tự do sau khi chấp hành bản án 12 tháng tù nếu thẩm phán Anh quốc cho rằng cáo trạng của phía Mỹ mang động cơ chính trị. Kịch bản này hoàn toàn có khả năng xảy ra bởi đảng Dân Chủ đang kiểm soát Hạ viện. Mỹ có nhiều lý do để tức giận vì Assange đã công bố các email đánh cắp được từ máy chủ của đảng này gây bất lợi cho họ trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng Khả năng lên từ chối yêu cầu chuyển giao Assange dưới áp lực Washington là rất thấp, bởi Anh Quốc là một trong những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ và quyết định từ chối chuyển giao vì yếu tố chính trị có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Luật sư của một nữ tình nguyện viên WikiLeaks, người tố cáo bị Julian Assange hãm hiếp tại Thụy Điển năm 2010 cho biết, sẽ yêu cầu mở lại điều tra. Thụy Điển từng tuyên bố họ có thể mở lại cuộc điều tra với Assange khi tình hình thay đổi bởi thời gian điều tra cáo buộc hãm hiếp của ông chỉ hết hạn vào năm 2020. Nếu Thụy Điển mở lại điều tra, họ có thể ban hành lệnh bắt giữ Âu Châu, tức là EAW, và yêu cầu Anh Quốc chuyển giao Assange qua nước này để xét xử. Nếu Anh Quốc nhận yêu cầu chuyển giao Assange từ cả Mỹ và Thụy Điển, Bộ Nội vụ Anh Quốc sẽ quyết định ưu tiên yêu cầu nào trước. Dựa trên nhiều yếu tố như tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội ở từng nước hay ngày họ nhận được yêu cầu chuyển giao. Trong trường hợp Anh Quốc chấp nhận yêu cầu của Mỹ theo hiệp ước chuyển giao được hai nước ký kết vào năm 2003, Assange cùng đội ngũ luật sư của mình nhiều khả năng sẽ tham gia vào cuộc chiến pháp lý lâu dài nhằm chống lại lệnh chuyển giao tại các tòa án của Anh Quốc. Wikileaks là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế chuyển đăng tải các nội dung được gửi đến nạc danh và các thông tin rò rỉ thuộc tài liệu chưa công bố. Website của tổ chức này ra mắt vào tháng 12 năm 2006. Một năm sau đó, họ tuyên bố đã sở hữu hơn 1.2 triệu tài liệu. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị luôn đón xem, mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với Ban biên tập SPTNDC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.